bạn có muốn sở hữu siêu năng lực? Tự truyền, trái ác quỷ là lời nguyền của biển cả. Nó mang đến cho người ăn sức mạnh siêu nhân, đồng thời lấy đi từ họ khả năng bơi lội. Nếu là bạn, bạn có sẵn sàng đánh đổi để sở hữu siêu năng lực? Mình sẽ đề xuất 3 trái ác quỷ. Hãy thử chọn một trái và lắng nghe năng lực của nó. Biết đâu bạn sẽ thích nó đấy. Lựa chọn số 1, bạn sẽ sở hữu trái Magu Magu no Mi. Năng lực này cho phép bạn tạo ra và điều khiển, hay bá đạo hơn là biến cơ thể mình thành magma. Như các bạn đã biết, magma là đá nóng chảy tồn tại trong tâm trái đất. Nhiệt độ của nó dao động từ 900 đến 1200 độ C. Sức nóng khủng khiếp được tạo ra từ bạn có thể ngay lập tức làm tan chảy cả những tảng băng khổng lồ hay đun sôi cả nước biển. Bạn còn có thể bắn những khối dung nham nóng chảy lên trời, lợi dụng lực hút của trái đất, gián tiếp biến đòn tấn công của bạn trở thành thiên thạch rơi với sức công phá khủng bố. Sở hữu năng lực của trái ác quỷ hệ Lovia, giờ đây các đòn tấn công vật lý đối với bạn là mỗi đạn bắn, dao đâm, kiếm chém, miễn là không bọc haki thì bạn đều có thể bình tĩnh mà nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Trái Magu được xem là bản nâng cấp so với trái ác quỷ của Aesu, khi bạn có thể dễ dàng đối kháng lại những đòn tấn công bằng lửa từ trái Meza. Sở hữu năng lực của trái Magu, bạn đơn giản là áp chế người dùng trái Meza. Hiện tại năng lực này thuộc quyền sở hữu của tân thủy sư đô đốc chó đỏ Sakazuki, người có thể sử dụng năng lực của trái Magu bá đạo đến mức sống sót sau một loạt những đòn địa chấn từ bố già dâu trắng, dễ dàng cân cả băng dâu trắng, biến hóa quyền Aesu thành đô nát vị dụng nham, xuất tiến thẳng bên đi bán muối, đánh nhau 10 ngày đêm với đô đốc Aokiji và giành chiến thắng với kết quả là thay đổi khí hậu của cả một hòn đảo. Lựa chọn số 2, bạn sẽ sở hữu trái Hie Hie no Mi. Trái ác quỷ này ban cho bạn khả năng tạo ra, kiểm soát hơi lạnh và đặc biệt hơn là biến cơ thể mình thành băng đá. Năng lực này cho phép bạn làm đóng băng vài dặm biển chỉ trong nháy mắt, hay thậm chí là đóng băng cả trận sóng thần cao hàng chục mét. Bạn có thể dùng năng lực của trái ác quỷ này để đóng băng đối thủ chỉ bằng một cái chạm, và sau đó bạn sẽ sở hữu một bộ sưu tập những figure bằng băng siêu chân thực. Giống như trái ác quỷ hệ Logia khác, bạn cũng có thể tự chuyển hóa các bộ phận hay thậm chí là toàn bộ cơ thể mình thành băng. Nhờ vậy, mọi tác động vật lý với bạn đều mang sát thương bằng không. Năng lực này còn cho phép bạn vi vu trên mặt biển mà không cần tàu thuyền. Đơn giản, bạn chỉ cần đạp xe đạp và đóng băng nước mỗi khi bánh xe lăn qua. Vậy là bạn đã có thể thong dong đạp xe, du ngoạn khắp các đại dương. Trái Hie hiện đã thuộc sở hữu của cựu đô đốc Aokiji. Ông ta dùng năng lực này bá đạo đến mức ao trình cả băng mũ rơm trước time skip, đóng băng cả dặm biển, hay thậm chí là đóng băng cơn sóng thần hàng chục mét được gây ra bởi bố già chỉ trong tích tắc. Năng lực này còn giúp Aokiji cân kèo với chó đỏ trong suốt 10 ngày đêm, và hậu quả trận chiến này là biến đổi vĩnh viễn khí hậu của một hòn đảo. Lựa chọn số 3, bạn sẽ sở hữu trái Pika Pika no Mi. Sau khi ăn nó, bạn sở hữu khả năng tạo và kiểm soát ánh sáng. Bạn còn có thể biến bất cứ bộ phận nào, hay thậm chí là cả cơ thể thành ánh sáng. Lúc này, bạn chẳng khác gì một mặt trời thứ hai cả. Trái này mang đến cho bạn sức mạnh và tốc độ tiệm cận ánh sáng. Như các bạn đã biết, ánh sáng hiện là thứ có tốc độ lớn nhất mà con người từng biết tới. Vận tốc ánh sáng có con số chính xác là 299.792.458 m/s. Như vậy, nếu bạn sở hữu vận tốc khủng bố này, bạn có thể đi du lịch vài vòng trái đất chỉ trong một giây. Ngoài ra, bạn còn sở hữu khả năng bắn ra các chùm tia photon năng lượng cao từ các đầu ngón tay. Các tia photon này có khả năng phá hủy cả một ngọn núi chỉ trong tích tắc. Như các trái Logia khác, bạn sở hữu khả năng miễn nhiễm với mọi tác động vật lý không chứa haki. Người hiện tại mang năng lực ánh sáng chính là đô đốc khỉ vàng Kizazu. Với sức mạnh của mình, ông ta dễ dàng bón hành cho các tân binh mạnh mẽ của thế hệ tồi tệ nhất. Bằng mũ dường cũng là một nạn nhân của vị đô đốc này. Nếu không nhờ Minh Vương Rayleigh ra tay trợ giúp, có lẽ cả bằng phải đi bán muối lâu rồi. Vậy lựa chọn của các bạn là gì? Bình luận phía dưới cho mình biết về nha. Lưu ý nhỏ này, các bạn đừng quên kích vào nút đăng ký kênh để giúp mình sớm được khoe cái nút bạc YouTube nha. Yêu thương các bạn nhiều.